ngày 2 tháng 3 năm 2023 tại xã Diễn Sương, tòa án nhân dân thị xã Tân Châu mở phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy công an thị xã Tân Châu kết hợp với công an phường Long Thạnh bắt quả tang thu giữ trong túi quần của Trần Giang Thành, sinh năm 1977, ngụ khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh 3, 1.236 gram ma túy đá, mang bán cho Nguyễn Thanh Phong. Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng công an thu giữ thêm 0,0921 gram ma túy loại methamphetamine và nhiều vật chứng liên quan. Vì vậy, Diện Kiểm sát Nhân dân thị xã Tân Châu quyết định truy tố Trần Giang Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điểm B khoảng 2, điều 251 Bộ Luật Hình sự. Do đó, Tòa án Nhân dân thị xã Tân Châu tuyên phạt bị cáo Trần Giang Thành 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng ngày, Tòa án Nhân dân thị xã Tân Châu cũng tuyên phạt bị cáo Giỏ Giang Hồ, sinh năm 1991, ngụ ấp 5 xã Vĩnh Sương, 1 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Hồ từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.